Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp bách cho người dân kể từ ngày 7 tháng 10. Người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển, thực hiện đơn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải tại địa chỉ sau đây. Đơn đăng ký di chuyển phải được nộp trước thời gian dự kiến di chuyển ít nhất 48 giờ. Các bước thực hiện đăng ký như sau. Bước 1. Điền đầy đủ các trường thông tin của mẫu đơn và đính kèm bản chụp, định dạng file ảnh hoặc PDF, giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện. Bước 2. Thực hiện thao tác xác nhận. Màn hình hiện khung hội thoại, vui lòng nhập mã OTP đã gửi qua SMS. Đồng thời, điện thoại của người làm đơn cũng nhận được tin nhắn mã OTP. Bước 3. Nhập mã OTP. Người làm đơn sau khi nhập mã OTP, màn hình sẽ hiển thị khung hội thoại xác nhận Sở Giao thông Vận tải đã nhận đơn. Đồng thời, người làm đơn cũng nhận được mail xác nhận đã được Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận đơn. Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đăng ký thành công, Sở Giao thông Vận tải sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn. Trường hợp đơn được chấp thuận, người làm đơn sẽ nhận được file PDF của giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã QR. Mã QR này phục vụ các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá trình di chuyển. Trong trường hợp cần thiết truy xuất dữ liệu, nhân viên kiểm tra, giám sát quét mã QR sẽ nhận được các thông tin chi tiết của người di chuyển. Người làm đơn hoặc người đi cùng trên phương tiện sẽ tự in giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết hoặc mang theo bản điện tử trên thiết bị di động để sử dụng khi lưu thông trên đường. Trường hợp đơn không được chấp thuận, người làm đơn sẽ nhận được phản hồi nguyên nhân không được chấp thuận đơn. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nguyên tắc 5K là người khỏi bệnh COVID-19 dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm. Điều kiện này không áp dụng đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh thành phố khác trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Khi di chuyển, người dân phải khai báo y tế, khai báo VNEID theo quy định và mang theo các giấy tờ chứng minh mục đích di chuyển, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu, cùng một số giấy tờ khác có liên quan. Phương tiện di chuyển gồm các loại hình vận tải liên tỉnh, gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không. Trường hợp di chuyển bằng xe ô tô cá nhân phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc hoặc có ý kiến góp ý, cơ quan đơn vị và người dân có thể liên hệ với Sở Giao thông Vận tải thông qua số điện thoại 0988 205 533 để được hướng dẫn hoặc tiếp nhận các ý kiến phản ánh góp ý. Sở Giao thông Vận tải chỉ tiếp nhận hồ sơ và cấp phép cho các trường hợp có đủ các điều kiện sau. Có đơn đề nghị theo mẫu, các giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh như hộ khẩu, giấy tạm trú, căn cước công dân hoặc chứng minh thư, giấy khai sinh đối với trẻ em. Một số trường hợp cấp thiết theo quy định gồm đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai, thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn trước khi đi nước ngoài và một số trường hợp cấp bách khác. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.